Cùng với tiếng khèn mông, khèn lá và sáo, đàn nhị là nhạc cụ truyền thống không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mông sinh sống ở vùng cao Tây Bắc. Những âm thanh đặc sắc cùng sự độc đáo của cây đàn nhị vẫn được người Mông ở phường Sapa, thị xã Sapa nỗ lực bảo tồn, gìn giữ và duy trì trong cuộc sống hàng ngày. Trong căn nhà truyền thống người Mông của gia đình anh Hạng A Tùng, tiếng đàn nhị vẫn được dìu dặt vang lên mỗi ngày. Được cha truyền dạy cách làm đàn nhị từ khi còn nhỏ. Giờ đây, anh như một nghệ nhân chế tác đàn nhị. Theo anh Tùng, để làm ra được đàn nhị của người Mông, trước tiên phải biết sử dụng đàn và phải biết cảm nhận âm thanh tiếng đàn thì mới có thể làm được những chi tiết cụ thể của đàn. Trong đó, cử nhị là bộ phận quan trọng nhất của cây đàn, vì nó có chức năng điều chỉnh cao độ và độ trong của thanh âm. Để làm được một cây đàn nhị, cần rất nhiều thời gian và tâm huyết. Khi còn nhỏ, tôi đã thấy bố mẹ thổi khèn và đánh đàn. Tôi đã được bố mẹ dạy làm ra những nhạc cụ đó. Bây giờ tôi lại dạy cho các con, các cháu của tôi. Như là mình làm một cái, hai cái thì không đủ, thì mình làm nhiều, làm mười mấy cái. Thì đi thì nó lấy hai ba cái, thì còn mấy cái mình lại đưa bán cho khách. Là cũng phải đưa một tí tiền, lại đi mua cái thịt, hai cái thịt, gọi đến nhà mới cho về quán thôi. Cùng với ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của người Mông thông qua cây đàn nhị, cấp ủy chính quyền thị xã Sapa đang có những giải pháp đồng hành cùng cộng đồng các dân tộc thiểu số trong bảo vệ, biến các giá trị văn hóa truyền thống thành tài nguyên để phát triển du lịch. Ở trong thời gian tới thì thị xã Sapa sẽ hỗ trợ các nghệ nhân, trong đó có cả nghệ nhân làm khèn ở Ngũ Chỉ Sơn và nghệ nhân làm nhị ở phường Sapa, để tổ chức các cái lớp truyền dạy nghề chế tác nhạc cụ truyền thống. Và chúng tôi cũng sẽ có cái chương trình là hỗ trợ để truyền dạy cái việc mà sử dụng các cái nhạc cụ truyền thống đó, để có nhiều thế hệ trẻ hơn nữa trong thời gian tới sẽ biết sử dụng các nhạc cụ truyền thống của mình. Quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào mình, điều này không chỉ giúp bà con dân tộc Mông ở Sapa bảo tồn được những giá trị truyền thống gắn liền với cội nguồn của dân tộc, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu biến di sản thành tài sản, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo từ văn hóa bản địa để thu hút du khách đến với địa phương.